Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un. Ngày 13 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Bên trong đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có gì? VOA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi tàu hỏa tới Nga, một hình thức vận chuyển chậm nhưng chuyên dụng mà các nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã sử dụng trong nhiều thập niên. VOA dẫn ý kiến của các chuyên gia cho biết so với đội máy bay cũ kỹ của đất nước này, tàu chống đạn mang lại không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng lớn, nhân viên bảo vệ, thực phẩm và tiện nghi. Đồng thời, con tàu này cũng là nơi thảo luận các chương trình nghị sự trước các cuộc họp. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông An Byung-min, chuyên gia Hàn Quốc về chuyển vận của Triều Tiên cho biết, cần có nhiều đoàn tàu vì lý do an ninh. Ông An nói những chuyến tàu này có từ 10 đến 15 toa, một số toa chỉ dành cho những nhà lãnh đạo, chẳng hạn như phòng ngủ. Những toa khác chở nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế. Với mạng lưới đường sắt cổ xưa của đất nước này, thì chuyến tàu sang trọng này chỉ di chuyển với tốc độ 40 km/h. Ông An nói, ngay cả khi tốc độ chậm, tàu hỏa vẫn an toàn và thoải mái hơn bất cứ điều gì khác đối với một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo VOA, một đoạn video công bố năm 2018 cho thấy ông Kim gặp gỡ các quan chức hàng đầu Trung Quốc trên một toa tàu rộng rãi có ghế dài màu hồng. Đoạn video cũng cho thấy toa tàu chứa văn phòng của ông Kim với bàn ghế và tấm bản đồ Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên trên bức tường ở phía sau. Vào năm 2020, một đoạn phim truyền hình nhà nước cho thấy ông Kim đi tàu đến thăm khu vực bị bão tàn phá, chiếu hình ảnh thoáng qua của một cỗ xe được trang trí bằng đèn hoa văn và những chiếc ghế vải in hình ngựa vằn. Vẫn theo VOA trong cuốn sách Tàu tốc hành phương Đông năm 2002, quan chức Nga Konstantin Bulikovsky đã mô tả chuyến hành trình kéo dài 3 tuần tới Moscow của Kim Jong-un, thân phụ và là người tiền nhiệm của Kim Jong-un. Cuốn sách mô tả trên chuyến tàu đó có những thùng rượu vang Bordeaux và Beaujolais được chở từ Paris cũng như tôm hùm sống. Đoàn tàu của ông Kim bao gồm một toa dân cư được gọi là Đại Bản Doanh, một nhà hàng, một số toa vận chuyển ô tô với hai chiếc Mercedes bọc thép. Nhà ngoại giao Nga Georgi Toloraya viết trên NK News, một cơ quan chuyên về Triều Tiên, khi nhớ lại chuyến thăm của ông Kim bằng đường sắt đến Nga vào năm 2001. Ông Toloraya cho biết đoàn tàu có hệ thống liên lạc vệ tinh và tất cả các toa đều được kết nối. Hình ảnh Kim Jong-un bước xuống từ đoàn tàu bọc thép của ông. Ông em thì nói bánh xe của đoàn tàu ông Kim Jong-un phải được thay đổi ở Nga hoặc một nhà ga của Triều Tiên giáp biên giới với Nga, vì hai nước sử dụng khổ đường sắt khác nhau. VOA cho biết thêm, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un, thường xuyên ra nước ngoài bằng tàu hỏa trong thời gian cầm quyền, cho đến khi ông qua đời vào năm 1994. Ông Kim Jong-un chỉ dựa vào tàu hỏa để đến thăm Nga 3 lần, trong đó có chuyến đi 20.000 km tới Moscow năm 2001. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết, đoàn tàu là ngôi nhà thân yêu và là văn phòng của ông Kim Jong-un. Ông qua đời vì một cơn đau tim được cho là vào cuối năm 2011, khi đang ở trên một trong những chuyến tàu của mình và toa tàu ấy đang được trưng bày tại lăng mộ của ông. VOA nhận xét đoàn tàu xe lửa là trung tâm tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên. Xung quanh việc gia đình họ Kim cầm quyền bắt đầu những chuyến hành trình dài bằng tàu hỏa để gặp gỡ những người dân Triều Tiên bình thường trên khắp đất nước. Năm ngoái, truyền hình nhà nước Triều Tiên chiếu cảnh ông Kim Jong-un trong một toa tàu màu trắng sờ vào lá ngô và thảo luận về các mùa vụ ngô, nói rằng ông hy vọng về một điều không tưởng về Cộng sản trong một chuyến tham quan toàn diện bằng tàu hỏa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đoàn tàu bọc thép của Kim Jong-un. Việc ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do được nhiều tổ chức hoan nghênh. Ngày 11 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài các tổ chức quốc tế hoan nghênh việc Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển. Theo đó, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết rằng họ hoan nghênh việc tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được ra tù và sống lưu vong ở Đức, đồng thời kêu gọi Hà Nội tiếp tục trả tự do cho các tù nhân khác. Hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân đến Hà Nội, chính quyền Việt Nam đã phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển hôm 8 tháng 9, người bị chính quyền Việt Nam tuyên án 11 năm tù. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Nguyễn Bắc Truyển cho biết rằng vợ chồng ông liên tục có các cuộc họp với đại diện của chính phủ Đức ngay khi vừa đặt chân đến đất nước này. Theo VOA, báo TAZ của Đức dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức,
hoan nghênh việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển. Bộ này nói thêm, đây là một động thái nhân đạo quan trọng của chính phủ Hà Nội. VOA cũng dẫn lời ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Vito, tổ chức hỗ trợ cho gia đình ông Truyển khi đến Đức, chia sẻ. Chúng tôi rất mừng khi nhận được sự ủy nhiệm của chính phủ Đức để đón tiếp và giúp đỡ cho anh Truyển hội nhập. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài thì nêu nhận định, theo thông lệ xưa nay, mỗi khi có chuyến thăm cấp cao của phía Hoa Kỳ tới Việt Nam hoặc chuyến thăm cấp cao từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, phía nhà nước Việt Nam bao giờ cũng thả từ một đến vài tù nhân chính trị và cho đi tị nạn chính trị ở nước ngoài. Đến giờ phút này, ông Nguyễn Bắc Truyển là người đầu tiên được phía Việt Nam trả tự do để đi tị nạn chính trị ở nước ngoài. Tôi ghi nhận đây là một chút cải thiện về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sau nhiều năm họ đàn áp khốc liệt. Ở khía cạnh khác, VOA cho hay động thái phóng thích ông Truyển ngay trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nhà Trắng đến Việt Nam được tổ chức theo dõi nhân quyền SRW đánh giá là chiến thuật cực kỳ cay độc của Hà Nội. Việc trả tự do và buộc sống lưu vong ông Nguyễn Bắc Truyển là điển hình của chiến thuật cực kỳ cay độc mà chính phủ Việt Nam sử dụng để làm chệch hướng áp lực khi được kêu gọi làm điều gì đó về nhân quyền trước chuyến thăm Hà Nội của một nhà lãnh đạo toàn cầu. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của SRW, viết cho VOA qua email hôm 10 tháng 9. Hình ảnh vợ chồng tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển ngày đầu đến Đức. Việt Nam sẽ không được ghi nhận gì về việc trả tự do cho ông ấy, vì lẽ ra ngay từ đầu ông ấy không phải bị bắt và bị bỏ tù. Nếu việc tù nhân chính trị này là sự nhượng bộ duy nhất mà Tổng thống Biden và Nhà Trắng có được liên quan đến vấn đề nhân quyền, thì rõ ràng chuyến thăm Hà Nội của ông Biden là một thất bại nặng nề. Ông Robertson nhận định, sự thật là chỉ riêng chuyến thăm của Tổng thống Biden thôi đủ củng cố chế độ độc tài độc đảng của Việt Nam bằng cách ném những lo ngại về nhân quyền xuống dưới chương trình nghị sự chống Trung Quốc. Vẫn theo VOA, tại cuộc họp báo ở Hà Nội tối ngày 10 tháng 9, ông Biden nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông không nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Chuyến đi này có mục đích gì? Nó không liên quan đến việc kiềm chế Trung Quốc. Tôi không muốn kiềm chế Trung Quốc, ông Biden nói. Khi được phóng viên hỏi liệu ông có đặt lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ lên trên nhân quyền ở Việt Nam hay không, ông Biden đáp, về vấn đề nhân quyền, tôi đã nêu vấn đề đó với mọi người mà tôi đã gặp, VOA cho hay. Tuyên bố của Nhà Trắng hôm 10 tháng 9 khẳng định nhân quyền là yếu tố tối quan trọng trong quan hệ song phương Mỹ-Việt, viết rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của sự hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo hay tín ngưỡng trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin việc ông Nguyễn Bắc Truyển được trả tự do được nhiều tổ chức hoan nghênh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.